không được nóng tính, chứ cứ mỗi khi bực lên lại đấm lại sút vợ thì nó còn ra cái thể thống gì nữa. Anh sút được em à? Thì đấy mới nói là chiến thuật sống của anh. Ít thôi, người đau như gãy cả xương rồi này. Này, dịch dã này không ở nhà, ở nhà không đi làm được nha, thì chỉ có ở nhà thôi, phục vụ vợ thì muốn phục vụ hàng xóm à? Hả? À. Ừ. Thì tối nay anh lại ra ghế ngủ. Cái gì? Anh mà ra ghế ngủ em nhấc ghế trong phòng này. Dậy. Dậy. Nhanh lên. Dậy nó không hại chồng cơm nhé. Đi. À. Sao? Mệt người lứ đứ này. Mà thèm nhậu quá. Dịch thế này chả dịch nhậu. Dịch dã này nhậu nhét gì? Cả gặp bạn gặp bè chả chén chú chân anh được. Anh lại thích đàn đúm à? À, thích đàn đúm à? Hai hải chồng nhậu nha. Nhá. Được đấy nhá. Đi. Ngồi im xem nào. Đi nấu gì để nhậu? Đi từ từ. Nhanh lên. Từ từ. Ngồi đây nào. Thế mà chưa tỉnh ngủ à? Đi. Im xem nào. Sao? Mọi thứ anh có thể là cửa dưới, dưới phân mình. Nhưng mà riêng về nhậu nha, mình tuổi gì? Này, sao anh lại coi thường em ấy nhở? Không chắc gì anh đã uống bằng em. Sổ. Thôi, được. Để anh đi pha nước ngọt cho mình uống. Rồi mình vừa uống mình vừa dệt mồi. Hâm à? Hai chồng nhậu, em uống rượu. Nhưng mà có uống được không? Này, sao anh cứ coi thường em lá nào nhỉ? Cứ thử đi anh một chén, em một chén xem ai xuống trước. Dạ. Này, hơi bị coi thường vợ nhá. Coi thường cái gì? Đắng cay chua ngọt đã từng chồng mà mời rượu, coi chừng với em nhá. Thế thì bơ lem. Ý, chiến đồ thôi. Thế bây giờ chồng uống không? Không. Hay là hốt rồi? Chứ làm gì có chuyện đấy. Đấy. Riêng anh em bạn bè là nó cứ bảo là chồng sợ vợ lắm. Dô thì dô. Sao sợ vợ? Không bao giờ có chuyện sợ vợ ở đây. Mới lại nó bảo là vợ suốt ngày bắt nạt chồng thế này thế kia. Nhưng đấy không phải là vợ bắt nạt chồng, mà đối với chồng đấy là chiến thuật sống của chồng. À, là chiến thuật sống. Ừ. Đấy, chồng nói như thế là vợ vui lắm. Ừ. Dù chồng người có cắm cắm không tắm thì vợ có liêu. Không tắm thì có thối như con cắm lắm. Nào, dù uống. Rồi. Gà rau ngon. Đấy, thời đại 4.0 bây giờ không cần nấu hả? Chỉ cần alo một phát là có ngày đúng không? Có ngày. Con này hả? Từ giờ nhá, chồng mà muốn nhậu hay uống bia gì á, ở nhà hai vợ chồng mình nhậu cho nó vui. Thấy nhở? Không đi làm đúng đâu à? Vui vẻ thế. Lại bắt đầu thích bật à? Hả? Bật cái gì mà bật chứ. Em bây giờ anh hỏi vợ này nhá, thế bây giờ anh không bật vợ thì anh bật ai? Anh bật hàng xóm à? Hay anh bật cô chủ nhà? Thơm, anh thì con chủ nhà nó béo như lợn thì anh bật được không? Hả? À. Thế anh thích bật em gì? Ờ. Anh à, bật em gì? Không. Ý là dô phát ạ. Chính xác. Dù gì? Ngoan thì cái gì cũng có. Bây giờ ủa? Ý đã. Chén chén đi. Thì đấy, anh cũng bảo rồi. Đấy. Không được nóng tính,
chứ cứ mỗi khi bực lên lại đấm lại sút vợ thì nó còn ra cái thể thống gì nữa. Anh sút được em à? Thì đấy mới nói là chiến thuật sống của anh. Đấy, ngoan đấy, phải yêu không? Bật thế nào được vợ? Mà bật cũng không giải quyết gì chứ. Chính xác. Bật là mất chóp ngay. Nghe nhở? Biết thế là tốt. Dầu à? Anh ngu gì anh đi bật vợ? Thế có đúng không? Thế bật vợ thì người tử vong là anh, chứ anh có bị rồ à? Không biết thế, không nghe. Rồ quá rồ. Rồ mới dễ uống được bao nhiêu mà to mồm thế. Sao? Xem đứa nào. Xem ai xuống trước nhá. Này, ở đây chồng hơi ngoan đấy. Vợ thưởng cốc nữa. Đây. Đây, đã uống hết đâu. Chưa uống hết cũng phải đầy cốc. Hai vợ chồng 100% phát cho máu à? Cho tình cảm lên lên. Mùa dịch. Giời ơi, đất gì? Bởi thế nhá, trong gia đình luôn luôn có hai thế lực thù địch. Một thế lực là súng thủ, một thế lực là bẹt thủ. Bẹt thủ là nào? Súng thủ là nào? Thì đấy, thì súng thủ là chồng, còn bẹt thủ là vợ đấy. Ơ mà cái thế lực này là bẹt thủ luôn luôn giành thế thượng phong chứ không phải là súng thủ. Luôn luôn làm súng thủ mất ngủ. Uống cho nó ra một. Quỷ hoa này bàn thờ lại lắng thế. Uống hết đi. Thế mới ngồi mới thế thí chủ chứ. Cái xương này gặm mãi không hết chứ. Đây cho cái này. Giỏi nhìn cái mồm thôi. Này Châu. Hả? Thế ai là cao thủ? Anh luôn là cao thủ. Chứ nhưng mà tại vì sao anh luôn thất thủ? Đấy. Là bởi vì anh thương em. Anh như thương cái bảng non. Dê, dê. Dầu mà dê. Không dê. Thất thủ với vợ, thất thủ với ai? Đúng rồi. Đúng không? Không nhẽ thất thủ với bà chủ à? Thất thủ với bà chủ được ạ. Vào lên nào. Rô nào. Máu em. À. Mà vợ phải hứa với chồng một điều này nhá. Hứa gì? Từ nay khi đi ra ngoài mà chồng có làm cái gì sai đó, không bao giờ vợ được phép nói chồng trước mặt bạn bè của chồng hay là đối bất kể một ai ở ngoài. Có cái gì phải về để về nhà xử. Cứ vơ va vơ vẩn ngoài đấy mất mặt chồng ra. Rồi. Vợ hứa được chưa? Làm rồi. Ấy nói nhắc một lần rồi đấy. Làm rồi, được rồi, nhớ rồi. 2, 3, rô. 2, 3, rô. Ô khỉ. Mà từ nay nhá, nói cho vợ biết nhá. Nếu mà hư, mà náo, mà hỗn, mà mất dạy thì chồng đuổi về ngoại ngay đấy. Chồng không sợ đâu. Chồng chỉ không thích thôi. Thôi, rô. Ấy. Ơi. Sai ngay à? Đây, bây giờ phải đến lúc ông phải thể hiện. Mà chìm như đã xem nào. Có hàng xóm nó đeo hút chút lào sẽ dễ dễ. Đây. Chào tất cả mọi người nhá. Đây. Cái gì? À đây, hôm nay mình livestream để mình thể hiện cho anh em biết thế nào là chiến thuật sống. Đây, con vợ mình này, mỗi việc nấu cơm mà còn để cơm nó thiêu đây. Mình bắt phạt. Uống đi. Nằm im. Đây anh em. Đấy. Bắt làm từ giờ đến chiều luôn. Bố láo ăn cắp. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Đây là. Mỗi việc nấu cơm mà còn để cơm nó thiêu. Làm im đấy, đừng có đứng cơ quậy,
chết đòn với tôi bây giờ đấy. Chồng đâu? Tôi bảo cô làm im cơ mà. Anh em học bác Vũ dạy vợ đi. Đói đây anh em à, đẳng cấp luôn nha. Dạy vợ nó phải như thế này chứ. Ôi. Cái gì? Nhà mất. Mất đây. Nằm im. Cô sửa ngay cho tôi cái món móng chân nha. Chân tôi mà còn cái móng nào ở đấy là cô chết với tôi. Cô mà nhúc nhích 1cm là cô chết đòn với tôi ngay đấy. Bố láo. Tôi nghiện mạng thế nhỉ. Thôi thôi muộn rồi, em xin phép chào mọi người nha. Đấy mọi người nhìn này, dạy vợ nó phải đẳng cấp thế mọi người ạ. Vô đâu. Ừ em xin phép tắt đây chín nè. Ôi uống nữa chắc uống được rồi. Cứ được ham bị say. Ê uống nữa đi. Uống xong đeo khẩu trang vào. Ngủ đi nha.